Kính thưa quý vị, thì hôm nay là ngày mùng 10 tháng Chạp, thì bữa nay là anh em đi qua bên đây là gọi là dò đá dựng nè quý vị. Lâu lắm rồi cũng không có đi, thì hôm nay cũng là nhân viên thì anh em đi qua bên đây là dò đá dựng. Mời quý vị đi quý vị ơi. Núi uống nước nó dẫn tới 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 chỗ nào cũng dương ống đi vậy. Mình đi ừ. Ba ấy ra qua nó đi là đi mình đi đi ngược cái lại, còn cái kia mình đi đi gần kia, còn này mình đi ngược cái lại nó về đường kia đó. Về ra gấp thì sao? Mình đi giếng cái mấy cái kia trước rồi mình đi qua đá dựng kia, nó tùy theo chỗ mình nghỉ, mình sắp lịch trình đi. Ờ, sắp lịch trình đi. Đi về đi xuôi máy về cái một luôn đó. Ừ. Dạ, cái đó là mai chuỗi. Ở cái này nó cũng hơi mai chuỗi. Ngồi vách núi treo leo. Cái cái chỗ ngồi ta, anh chỗ anh ngồi nè. Chỗ này là ngày xưa Đức Thầy ở đây có ngồi đây tịnh nè. Dạ. Dạ. Chỗ này nè. Là ngày xưa Đức Thầy ngồi đây tịnh. Nào giờ mới có biết. Dạ. Đây rồi là đá dựng. Ngồi tịnh đây nè. Dạ đúng rồi, nhưng mà Đức Thầy tịnh, Đức Thầy có hướng về hướng Tây lại Đức Phật Tổ, và ngài nói rằng là có nghĩa là ngài chỉ lại Đức Phật Tổ thôi. Còn các vị Phật khác thì ngài được miễn. Phải không anh Ba? Có nghĩa là cái câu chuyện đó đó. Có nghĩa là ngài Đức Phật, Đức Thầy chỉ lại Đức Phật Tổ thôi, còn các vị Phật khác thì ngài được miễn. Ngài không có lại. Ngồi đó mà bắt động. Ngồi này ngồi, để dép ở đây nè. Chứ bằng không ngồi. Ngồi nhìn kìa. Một sương mù nữa. Đây cũng có sao ta, ai cũng dễ nhầm chữ hết nè ba. Ơi, đâu ra còn ngang kìa. Ôi ngang nó đâu ra vậy? Ngang chân chỉnh hả ông Tư? Hả? Ngang chân chỉnh. Rồi ngang này ngang của ông Phật. Ngang này đốt ít chứ trái lâu lắm, bị gì gió quá gió tà nó tắt. Ở chiếc kia hãy. Chắc này còn sương mù. Còn sương mù. Có cái cây này mang đây mát người đúng không? Cái này cây của đề hả? Không phải cây da. Cái này cái cây sung quá. Sung à. Đá mà rễ một chưa đó. Ủa anh ngồi xuống đất luôn hả? Mùa này đâu có trái. Mùa mùa này mùa Tết có trái. Trái mình ngồi chỗ nào mà đá hai bên chết đá mà chính giữa gì cây bồ đề lên. Hai
Cái nào che hả? Hồi xưa ở đây có nghĩa là cảnh cảnh ở đây hồi xưa là nó thiên nhiên, nó không có cơ, không có ấy, bây giờ tân tạo nhiều quá. Nó cũng mưa lâu rồi, mà gây dù cho bị nắng khô nữa đã mấy cơn mưa rồi thì nó xanh ra lá lại, nó xanh lại. Với nhà hội lần đâu có nhà mà giờ đây ở đây mọi nhà mọc nhóc hết trơn dưới đó. Hồi xưa ở đây quan sơ lắm. Dưới núi non này bây giờ có nghĩa là mình được đi tự do. Thời kỳ của Đức Phật thầy rồi, có nghĩa là cấm mấy ông già với mấy ông hổ rồi đó. Cho không có bởi vì dân chúng mình mới yên lành. Chứ mấy năm về trước mà ta đi ngang cái vùng mà từ Chợ Bàn đi về Hà Tiên thế, là đi ngang cái vùng này ta sợ lắm. Nhất là ngang chỗ núi ông này với núi bên đó núi Bà Đội bển á là ta sợ lắm. Ở đằng kia có cái gỗ gì kìa. Đó không học. Ở dưới mà. Ở dưới đó bằng dưới đâu có trên núi. Bằng ơi. Bằng. Rất nhiều người có rất nhiều địa phương cũng nhiều quốc gia cũng lâm vào tình trạng đại dịch đang hoành hành, do đó mà sự lưu thông cũng như tất cả những cái phương tiện truyền thông, luôn cả việc đi hành hương ở các danh lam thắng cảnh, các tự viện cũng như ở những non núi đã bị hạn chế rất là nhiều. Ngày hôm nay thì tạm thời nó cũng đã lắng dịu một phần, do đó thì trên cái bước đường lưu thông thì cũng thấy bà con các nơi cũng đã có bắt đầu rồi, phần việc mà kinh tế đời sống, luôn cả việc mà hoạt động đạo sự trong tôn giáo dân dân, những chuyến đi hành hương ở các tự viện, các danh lam thắng cảnh cũng như là những cái hòn núi cũng đã đều được thấy bà con mình thỉnh thoảng rồi cũng đã đi hiến rất là nhiều. Cho nên như vậy mà ngày hôm nay anh em ở trong đồng đạo, ở trong đoàn nó cũng tổ chức thêm một chuyến hành hương trở về miền Thất Sơn. Giờ này thì trong đoàn đi đã dừng chân ở tại Đá Dựng, nhận thấy phong cảnh xung quanh rất là xinh lịch, rất là tươi đẹp, gợi lại cho chúng ta những cái hồi ức về phần xa xôi, về những kỷ niệm quá khứ ở trong tôn giáo. Bây giờ này thì nhiệt độ thì cũng không quá là cao, nhưng mà thỉnh thoảng có những ngọn gió phía từ Tây Nam thổi về nghe mát dịu lòng người. Do đó thì đoàn chúng ta mới hồi nhớ lại những cái đoạn bài thơ mà Đức Thầy đã dẫn ông Biện Đài đi tờ lên, sau đó trở về vùng Thất Sơn tạm dừng chân. Mà lần này thì chúng ta thời gian để sắp xếp cho việc hành hương không nhiều, nên không có đến ông Két mà chỉ đến Giếng Nôn Cấm thôi. Do đó thì thôi tạm thời mượn bài thơ Giếng Nôn Ông Két để ngâm ở tại núi Ông Cấm chứ không phải ngâm núi Ông Két. Rồi bây giờ trong lúc chúng ta tạm dừng chân nơi đây, khi ngắm phong cảnh xung quanh và hưởng cái không khí trong lành ở cái nơi miền thánh địa cao xa, là chúng ta ôn lại những cái lời dạy ngọc của Đức Thầy, mời chư đồng đạo chúng ta lắng dịu lại cõi lòng để hồi ức và nghe lại những cái ý nghĩa sâu xa thâm trầm ở trong bài thơ này. Chúng tôi xin thành đồng mà đọc lại, mời quý vị quan hệ lắng nghe. Vì để liên tục chương trình thì xin đọc một đoạn sấm thi của Đức Thầy cho quý vị mình cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Ngàn dặm đường xa cách ai quang, chúc nguyện đệ tử được bình an. Mong trời nhỏ phước cho dân thiện, vô bình vô muôn việc nhàn, đó ráng trì lòng ân nhân quan.
bây giờ hạnh phúc có đâu xa. Ngày nay sư đệ tuy xa cách, trời Phật ban cho sẽ hiệp hòa. Con này thế giới lắm phong ba, lừa lọc con tim diệt quỷ ta. Phố con cao nàng phong kẻ khỏi sông pha. Non nước tuy xa đâu cùng mơ trời, cùng trời cùng Phật cùng ai nơi. Một tâm chí nguyện cho tròn đạo, lòng chớ lo chi sự đổi dời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Để tiếp nối chương trình là chúng ta cùng làm một bài nữa của đoạn sau. Cùng thắm đi của Đức Thầy để rồi bắt đầu mình nghe nè làm chị anh hành lễ rồi tiếng dù gì nè em đứng cái anh bà đại tại phải không anh gõ đây một cái bài, là chụp đây anh gõ đây một cái đi chơi chụp hình nè gõ cho cái nút này nè chơi tại anh để gì nè là anh gõ gõ gì dùng ngón tay gì là nó làm cái bể là anh dính đi nè em lên non tuyết rèn xa bát trắng kia phổ quá dân lành trong khắp chốn quan cầu cũng tiền khắp chân biên luồng y thanh đèn nhoáng qua như chớp mi chuyện căn lành nhắc nghi lớp mi người xưa. Phật tiên đi dẫn chuyển đi lọc lừa kiếm con hữu phước mà đưa trở về. Ôi khổ phạm bốn bề sống dậy dòm mừng trời lửa cháy liên miên tiêu điều sáng vật tiền viên thần thông viên quá dưới biển trung ngục môn đầy quỷ vô thường giác hồn kẻ bào diêm vương mượt rừng nhìn xa nước nghi mắt nghi rừng rừng trách đời mê mùi trầm lưng nghi hoài hoài tai hà bút viết bài chung nghi cuộc ai rõ lòng, lòng con y cúc khỏi kêu thân khùng thân y khùng dần bị trớ tiêu biểu lưu trôi dạt danh hiệu khắp cùng ai giàu có ta ai giàu có tung dung thanh nhà ta là ta yêu đời sắc đá bền
âu sầu. Âu sầu nức dòng thiên than, trách dân chẳng sợ hồng lan nghi cứ gần. Nam mô Di Đà. Quá hay. Giờ đã sắp hết thời gian dừng chân đón nơi đây. Xin kính mời tất cả anh chị em trong đoàn, chúng ta bắt đầu hành lễ để rồi tiếp cuộc cái lộ trình đi đến những điểm dưới khác. Kính mời Tư Hoa để đốc gia cho Hồng Hương và mời đốc Hương để phát cho đồng đạo mình. Kính mời quý vị đứng lên. Dạ, đoàn bây giờ mình chỉ bao nhiêu đây đại diện thôi, còn một số rất là đông ở nhà không ạ? Dạ, đây đại diện đi thôi. Cũng đi. À, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta lặp lại, đây là điện đá dựng, một trong vị trí ở trong miền núi Thiên Cấp Sơn. Ngày xưa nơi đây cũng đã còn lưu lại những kỷ niệm khi Đức Thầy chúng ta hầu khoảng năm 1940, tức là năm Canh Thìn, khi có dẫn một số Ngài, tức là đồng đạo và hạng tiền bối đã từng đến viếng đêm, viếng núi và nghỉ đêm nơi đây, và có những bài pháp được Đức Thầy chỉ dạy rất là tường tận nơi đây, khiến là trong số của bác thượng tổ lúc đó cũng như truyền ngôn lệnh đến ngày hôm nay, chúng ta được học rất nhiều những cái lời vàng ngọc mà do Đức Thầy đã xuất phát từ kim ngôn của Ngài, xuất phát từ tình thương để hướng dẫn cho tín đồ của Ngài nương theo đó mà tu tập để đạt được đạo giải thoát cả ngày mai. Vì vậy nên bây giờ chúng ta trở lại với cái chương trình là chúng ta cầu nguyện cho quốc thơ dân an. Thưa quý vị, một người đạo Phật là đạo từ bi bất ái, vị đức háo sanh phan hồng đại độ. Trong lúc hiện bây giờ thì tình hình hơi nóng hơn, nhưng mà trước đây cũng vậy, nhân sinh chưa hoàn toàn thoát khỏi những cái cảnh là lâm đồng trong cuộc sống, cũng như là dịch bệnh hay là những cái loại dịch bệnh khác, những hoàn cảnh khác đang làm cho người ta rất là lo âu, rất là trăn trở. Vì vậy người Phật tử chúng ta tổ chức hành hương các nơi từ viện cũng như đến nơi đây đã thể hiện tấm lòng của người tu Phật là cầu nguyện cho quốc thế dân an. Giờ đây nhận thấy trong đoàn chúng ta đã chuẩn bị nghiêm túc, mọi người đã nhận hương xong, chuẩn bị cho lễ cầu an. Kính mời tất cả hướng về phía trước chánh điện ngồi thờ, chúng ta đồng thành kính xá ba xá. Và có vị trí thuận tiện thì mời quỳ, còn nếu không thì chúng ta đứng. Người đứng người quỳ thống nhất chấp hương là tráng. Cầu an bắt đầu. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Nay đoàn hành hương chúng con trở về kính viếng tại đỉnh Thiên Cấm Sơn, giờ này quỳ trước điện đá dựng với tất cả tấm lòng chí thành, xin được nguyện cầu cho hai cõi Âm Siêu Dương Thới phong vũ thượng hòa, thế giới thái bình, nhân sanh an lạc. Cầu nguyện quá thánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Cầu nguyện cửa quyền thất tổ siêu sanh tịnh độ, phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương. Cầu nguyện cho tất cả chúng con thiện duyên tăng trưởng, chướng nghiệp tiêu trừ và tinh tấn tu hành sớm duyên thành Phật đạo, hậu đem pháp nhũ nhường gỗ nhân sanh, tượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Mời tất cả đứng lên. Sáng một sáng mời các phương tâm nhất cấm lên để ta lấy lại. Một bên. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn xong, tiếp theo là phần lễ lại, mời xá một xá. Vị trí thuận tiện thì mời đồng chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa xong mời quý đứng lên. Và tất cả đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Và bữa lễ cầu nguyện tập thể đã xong. Xin giả từ vô cho quý vị cho Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này mình mát. Đường đi tuy khó nhưng mà bà con cố gắng lên. Sao ngưng ngài? Có bằng nhỏ thì chậm. Anh đi trước đi. Quay nó đó, thằng quay đi, từ giờ nó mất hết chậm. Quay rồi đi cứ mới biết thấy cực khổ. Ở dưới mình á đi ruộng quen rồi, thành ra nó cũng đỡ. Có nhiều dân ở Sài Gòn về đó. Là lỗi hơi mệt hơn mình. Dừng xu và hết xu rồi nè. Dẹp xu rồi. Ông Đạo đó làm gì vậy? Đạo làm gì ở cây tre à? Tiết lạnh lắm. Chắc không còn một bữa làm nữa. Dạ đúng rồi, đây tới là mùa nắng rồi.